Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt AMO của mình. Thì trong video các bạn, tiếp tục mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất, hot nhất từ bên nước ngoài các bạn nha. Từ ngày 19 cho đến ngày 20 hôm nay. Hy vọng là những thông tin này rất là thú vị và tích cực cho các bạn trong việc lan tỏa bi, đào bi và ý thức giữ gìn bi các bạn nha. Rồi, đây là cái hình hiển thị 18 tiệp đã thay đổi với 991 bổ sung và 1010 xóa. Chuỗi số tài khoản ngân hàng trong Mexico. Thì thông tin này như thế nào? Soroban đã cập nhật thay thế gần như toàn bộ công việc cũ, giao thức 20. Stellar chuẩn bị cập bến, chúc mừng Mexico và khu vực Nam Mỹ là các nước được chọn sau Argentina sẽ kết nối mạng Stellar. Ngày kích hoạt đồng thuận toàn cầu không còn xa. Đó là thông tin của những bạn đã chia sẻ rất là nhiều trên Facebook và mình chia sẻ lại cho các bạn thông tin như vậy. Còn các bạn nào có kiến thức nhiều hơn về cái này thì các bạn sẽ hiểu sâu nha. Rồi, đây là cái video các bạn. Cộng đồng Bi của Châu Phi các bạn đã tổ chức giáo dục kiến thức về Bi và RCV cho người dân các bạn nha. Có hàng chục nghìn lượt xem trên Facebook cho thấy sự yêu thích của mọi người đối với Bi Network RCV, tức là họ yêu thích về RCV các bạn và họ giáo dục về cái Bi cũng như là cái giá trị RCV cho người dân các bạn nha. Họ giáo dục luôn đấy. Đó. Chúng ta xem video các bạn. Rồi các bạn, giáo dục có nghĩa là làm cho người dân hiểu được cái RCV là nó thiết thực như thế nào. Còn đưa thông tin về RCV nó khác các bạn nha. Đưa thông tin có nghĩa là RCV là lan tỏa như thế này. Còn giáo dục là họ sẽ làm cho người dân hiểu đúng hướng về RCV các bạn nha. Nên là các bạn phải phân biệt cái điều này. Chứ không phải người ta chỉ lan tỏa thôi đâu, người ta giáo dục luôn. Cho nên là cái RCV này nó vững lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi tiếp theo các bạn một thông tin nữa. Tin tức thú vị về QFS. Ngân hàng khắp nơi đang chuyển sang QFS. Bắt đầu nhận được ISO 20022, XLM và XRB. 7 tỷ dân số thế giới chắc chắn sẽ chuyển sang QFS. Thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng tài chính chưa từng có. Ngành ngân hàng đang rung chuyển, hệ thống tài chính lượng tử QFS đã ở đây và nó sắp thay đổi cả tất cả, chuẩn bị sẵn sàng, cuộc cách mạng tài chính đã bắt đầu. Đó là nhận xét của các bạn viết bài viết này và cung cấp cho chúng ta có một cái nguồn nè để chúng ta xem nha. Dịch sang tiếng Việt nè các bạn. Tin tức thú vị về QFS. Tất cả các ngân hàng đang chuyển đổi sang QFS, bắt đầu nắm giữ ISO 20022, XLM và XRB, 7 tỷ người chắc chắn sẽ chuyển đổi sang QFS. Ở video. Tin tức thú vị về QFS, tất cả các ngân hàng đang chuyển đổi ha. Media Risk, một nhà xuất bản độc lập hiện có trên Telegram tại cái này và chỉ tồn tại nhờ sự hỗ trợ của độc giả khi chúng tôi xuất bản sự thật, tự do và tình yêu để nâng cao nhận thức cộng đồng. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Rồi, đây có cái video ha, các bạn xem đường link này, các bạn có thể xem vô cái video này. We now obviously the ISO 20. Rồi, chúng ta xem nè. Thế giới đang trên bờ vực của một cuộc cách mạng tài chính chưa từng có và các cường quốc trong lĩnh vực ngân hàng đang run sợ. Hệ thống tài chính lượng tử QFS đã có mặt và nó đang thay đổi mọi thứ, chuẩn bị. Xin lỗi các bạn, nó quảng cáo.
chuẩn bị cho mình cuộc cách mạng đã bắt đầu. Trong tấm thảm vĩ đại của thời gian, thỉnh thoảng nhân loại phải đối mặt với một cơn địa chấn, một cuộc cách mạng sâu sắc đến nỗi thế giới không bao giờ như cũ nữa. Chúng ta đang đứng trước ranh giới của một thời điểm như vậy. Hệ thống tài chính lượng tử QFS không chỉ đơn thuần là một từ thông dụng mới, đó là bình minh của một kỷ nguyên mới. Các ngân hàng lớn biết ngày này sẽ đến, nhưng họ cố giấu chúng tôi không còn nữa. Trước khi đi sâu vào thế giới hấp dẫn của QFS, chúng ta hãy tua lại một chút. Những lời thì thầm và xì xào đã lan truyền khắp nơi trong nhiều năm về một sự thay đổi tài chính sắp xảy ra. Nhưng giống như tất cả những tiết lộ chấn động trái đất, họ bị che giấu, bị đẩy vào lĩnh vực âm mưu. Họ nói rằng tất cả chỉ là giả tạo, họ cố gắng bịt miệng sự thật. Tuy nhiên chúng ta đang ở đây. Vậy chính xác hệ thống tài chính lượng tử là gì? Nói một cách đơn giản nhất, đó là quá trình chuyển đổi ngân hàng thế hệ tiếp theo. Một bước chuyển từ các hệ thống cũ kỹ, rỉ sét và lỗi thời sang một kỷ nguyên mới lấp lánh của công nghệ lượng tử. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi các giao dịch diễn ra ngay lập tức, nơi vi phạm an ninh đã là câu chuyện cũ và nơi tài sản của bạn an toàn hơn bao giờ hết. Chào mừng đến với thế giới của QFS. Còn ISO 20022, viên ngọc ẩn, nó không chỉ là về công nghệ, đó cũng là về tài sản. ISO 20022 không chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên các số và chữ cái, đó là một tín hiệu. Tài sản XLM và XRP là chìa khóa mở ra tương lai. Những người hoài nghi và hoài nghi đã chế giễu, nhưng những người hiểu biết bằng bắt đầu thu thập những tài sản này, hiểu được tiềm năng to lớn của chúng. Nếu bạn đang đọc phần này và bạn vẫn chưa bắt đầu nắm giữ các tài sản XLM và XRP theo tiêu chuẩn ISO 20022 thì bạn của tôi, bạn đã ở phía sau rồi. Nhưng vẫn chưa quá muộn, hãy nhớ rằng cuộc cách mạng nào cũng có những người đến sau, nhưng họ vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Đó, bài viết rất là hay. Tuy nhiên mình nghĩ nó khá là dài các bạn ha. Cho nên là các bạn nào có thể xem thì các bạn có thể bình luận dưới mình cho các bạn đường link nha, để các bạn xem, nó dài lắm các bạn. Nếu đọc hết thì nó không có mất thời gian nha. Thôi thì chúng ta tạm thời đọc một khúc thôi ha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi, tiếp theo các bạn, đây là thông tin của mod ha. Một cái mod tên là God of Thunder Johnny ha. Thì mod này á, cho biết là có hơn 100 triệu người dùng và khoảng 50 triệu người tiên phong tham gia rồi các bạn nha. Chứ không phải 47 triệu người đang tích cực đạo đâu. 50 triệu rồi các bạn, quá khủng đúng không? Tăng rất là nhanh. Trong cái thời điểm hiện tại á, các bạn thấy không? Bitcoin cũng cho chúng ta biết là ít có những cái tính năng mới, nhưng mà đã tăng cái lượng người dùng lên rất nhiều các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin nữa là đây là cái video các bạn xem nè, nó đang quảng bá về Bi nè. Đó, các bạn nhìn thấy cái logo Bi nha, này ở bên Trung Quốc các bạn, đang một cái tòa nhà rất là cao ha, và đang quảng bá cái logo Bi. Vậy thì nó nói về cái gì? Chúng ta chờ đợi một chút xíu nha. Để cho cái video này nó chạy hết nha, rồi chúng ta xem. Rồi, chúng ta xem thông tin các bạn. Chính quyền thành phố Trùng Khánh các hoạt động đổi mới hồ Minh Duy, đổi mới hồ Minh Duy Bi, hội nghị toàn cầu. Trước đây sự kiện này hàng năm đều có các công ty khác nhau đến tham gia cuộc thi và thực hiện các dự án khoa học và công nghệ. Sự kiện này được chính phủ tài trợ, trước đây không có dấu Bi và lần này số Bi được thêm vào. Theo nội dung thông tin trên bản tin, nền kinh tế kỹ thuật số tương tự như Bi của chúng ta, nhưng chúng ta không biết liệu nó có dành cho hệ sinh thái Bi hay không. Nhưng đây cũng là một yếu tố Bi rất phổ biến, và sau đó tiếp tục quan sát. Các bạn thấy không? Thông tin là như vậy nha. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin này khá thú vị nè, là có một bạn đã mua được một cái điện thoại là Vivo i35M các bạn.
mà cái giá nó chỉ có 0,998 bi thôi các bạn. Ngoài thị trường thì cái điện thoại này á là giá là khoảng 4,8 triệu các bạn, tầm 5 triệu đi. Thế nhưng mà bạn này mua có 0,998 bi thôi các bạn. Chúng ta xem nè, cứ có bi muốn gì cũng có, quan trọng phải kiên trì mới dẫn đến thành công. Chúc mừng bạn khách sang được Vivo Y35M với chỉ 0,998 bi, giá thị trường là 4,8 triệu. Rồi chúng ta xem ha. Đây là cái tin nhắn nha. Và đây là cái đơn của Bichemon M các bạn. Rồi đây là cái hình ảnh của cái điện thoại Vivo này ha. Đó, tự nhiên 5 triệu bây giờ các bạn mua được 0,998 bi. Bi hơn 5 triệu à. Quá khủng đúng không? Hơn 250 đô à. Hơn 200 đô các bạn. Rồi chúng ta xem cái video các bạn. Nó đập hộp nha. Coi xíu. Thì nói chung là bạn nào có bi thì các bạn săn được, chứ mình bây giờ mình cũng đang bị treo, mình cũng đâu có bi đâu để săn các bạn. Cho nên là thực sự cũng hạn chế đồng việc làm các video mà săn hàng cho các bạn. Nhưng mà thôi các bạn, dù gì cũng phải chờ đợi thôi. Khi nào mà mình có bi thì mình cũng sẽ săn cho các bạn xem. Đẹp quá các bạn nha. Chưa được một bi nữa là đã có một cái điện thoại 5 triệu ha. Quá ngon. Đó là chữ Vivo luôn. Rồi, setup ban đầu luôn. Rất tuyệt vời. Quá ngon, điện thoại mới 100% các bạn nha, chứ không phải là điện thoại cũ đâu. Có được cá Vivo như thế này cũng quá là tuyệt vời rồi, lời rồi. Quá đẹp luôn các bạn, Y35M đó các bạn. Quá ngon ha, nói chung là vậy là cũng tuyệt vời rồi. Rồi, đây là hình ảnh của một bạn gì đây, KNRES các bạn, của Ả Rập Xê Út, mua 20 cân gạo với giá là 0,00091 bơ hả, bia hả? Có nghĩa là đang mua với giá RCV đó các bạn. Phí là 0,01 ha. Phí nó còn lớn hơn cả cái tiền hàng nữa. Đó, và đây là cái hóa đơn nha. Có nghĩa là họ đã thanh toán và có hóa đơn luôn. Mua gạo các bạn. Đây. Trong cuộc trao đổi này, một trả bằng dịch kỳ quá. Một trả bằng 314.109 đô. RCV 10 là viết tắt cho. Vậy là chỉ với một vịnh bạn có thể mua được khoảng 22 tấn gạo. Nhưng nghi phạm thu thập hàng nghìn đồng rồi, xóa ứng dụng là bay khỏi máy di động của họ đâu rồi. Có nghĩa là cái nó dịch ra tiếng Việt hơi láo láo một xíu các bạn nhé. Nói chung là chúng ta hiểu được là 20 cân gạo thì mua được là
Giá bi là 0,00091 bi ha, giá RCV các bạn nhé, vậy thôi. Chứ vừa đọc mà tiếng dịch tiếng Ả Rập Xê Út ra tiếng Việt thấy láo láo sao, thấy nó kỳ cục quá, nó không có chuẩn đó các bạn. Rồi tiếp theo các bạn, chúng ta tìm hiểu tiếp thông tin của bạn Đức Nguyễn nữa nè. Đây là cái hình ảnh về thu hồi tài khoản, ngang thu hồi tài khoản rất là nhiều, hai năm trước nhiều lắm. Rồi có thêm cái tờ cái hình là bạn chú ý là cờ nào cần xóa đặt cờ nào, rồi thao túng ngưỡng tài khoản ha. Đức Nguyễn thêm cập nhật hoặc xóa người ký cho tài khoản người ký bị xóa nếu trọng số bằng không ha. Nói chung là cái thông tin này là công nghệ lượng tử đã chạy trong mạng bi từ rất lâu. Hai là có 4 mức độ gắn cờ cho tài khoản vi phạm. Ba là mọi điều kiện nếu thì và dẫn đến hành động đã được cài sạc sẵn. 4 là tất cả đều có chế độ tự động. Có người cảm thấy hoang mang, cũng có người không chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Có 4 cấp độ để gắn cờ đó các bạn, kinh khủng thiệt. Coi chừng là có nghĩa là 4 gắn cờ vi phạm các bạn. Nhiều khi là mình vi phạm mà mình không biết mình vi phạm đấy. Nhiều khi là mua bán bi cũng nằm trong một trong những vi phạm này, ai biết được đâu. Là sẽ bị chụp mũ thôi. Mà chỉ cái vấn đề chụp mũ là thời gian các bạn, trước sau họ cũng chụp thôi. Giờ họ để cho ung dung chiếu, rồi đến ngày họ xử rồi thì xử thôi. Bicotim sẽ lôi đầu ra xử, bụp 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 bụp, xong lên đường luôn. Lúc đó anh ta xài bi, mình là bị khóa tài khoản. Nhưng mà nói vậy thôi nha, bạn nào như vậy cũng đừng có tự tử nha. Rồi tiếp theo các bạn một thông tin nữa được đăng trên cái trang bi Group Onyx nha. Thì đây là các bạn biết á, là nhóm cốt lõi sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với tất cả các nhóm xây dựng hệ sinh thái Hackathon trên toàn thế giới vào cuối tháng 8. Bicotim sẽ trả lời một số câu hỏi và thắc mắc về xây dựng sinh thái tại cuộc họp này. Đó là cuộc họp này á, sẽ có rất là nhiều câu hỏi thắc mắc và được giải đáp, được Bicotim giải đáp nha. Đó, cho nên là mình nghĩ cái này cũng rất là ok nè. Cái này được đăng trên trang Bigroup các bạn nha. Mà các bạn biết cái trang Bigroup là cái trang gì không? Là nhóm kỹ thuật Bi Network KOC. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các vấn đề về hoạt động của bạn. À, Banto Anto California nè. Này cũng thuộc về của Bicotim các bạn nha. Đó, một số cái thông tin cho các bạn biết như vậy. Như vậy là nếu như là cái trang này mà đưa tin đó, thì chắc chắn là cuối tháng 8 này sẽ có cuộc họp. Thì nếu như mình nhận được cái nội dung đó, được chia sẻ thì mình sẽ cung cấp cho các bạn nha. Để các bạn nắm được cái những cái câu hỏi mà Bicotim sẽ trả lời các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn, chúng ta xem cái thông tin tiếp theo là biểu đồ phân bố số lượng bi và ví tính đến thời điểm hiện nay ha. Cái đây á, đây là phân phối đồng xu bi của những người tiên phong các bạn ha. Là dưới 10 bi là màu xanh này, mà từ 10 đến 100 bi là cái màu xanh này là 4,7%, rồi 100 đến 1000 bi thì là cái màu vàng nè, 37%. Còn cái này là phân phối ví của những người tiên phong đó. Thì các bạn xem hai hình ảnh cho đến tới bây giờ nha. Rồi đây là thông tin các bạn là Bicotim di chuyển Bimanet đó các bạn. Hàng tạo rất là nhiều và hàng loạt luôn, cho nên là các bạn xem thử các bạn đã chờ đợi á, cái mục số 8 mà các bạn đang ở hàng chờ á, hàng đợi á, thì xem nó xanh lên chưa. Nó xanh lên rồi xem trong ví là chắc có lẽ có. Còn của mình thì mình kiểm tra chưa thấy các bạn nha, cũng vẫn là màu tím màu xám gì đó, vẫn còn hàng đợi nha. Nói chung là di chuyển số lượng lớn đó, cho nên là các bạn kiểm tra có thể có nhiều người được nha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là thông tin nữa là Pizza Coffee chính thức tưng bừng khai trương ha. Rất cảm ơn anh chị em gần xa đã ủng hộ mô hình Coffee Business. Nhân dịp khai trương, Pizza Coffee sẽ giảm giá 20% trên mỗi hóa đơn, đặc biệt có đồng thuận 100% bằng bi cho mỗi thức uống là 0,2 bi một ly. Địa chỉ là Nguyễn Thị Định, khóm Long An A, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, An Giang các bạn. Trân trọng kính mời các anh chị em bạn hữu gần xa đến cà phê quán mình nhé. Đó thì một ly cà phê là 0,2 bi. Thì có nhiều bạn nói 7 tỷ, vậy là 1,4 tỷ một ly cà phê à. Ừ thì chúng ta cứ tính như vậy cũng được. Còn các bạn nói chung là các bạn thấy thì ủng hộ họ. Chứ thực ra thì thấy họ tham gia vào hệ sinh thái thì cũng là mừng rồi. Còn ở giá thì họ chưa có mainnet mở mà, thì họ đồng thuận như vậy thôi.
ha, thì các bạn An Giang đâu đó các bạn có thể ủng hộ họ, Cần Thơ gì đó các bạn qua đó các bạn ủng hộ nha. Mình ở đây mình thấy họ họ tham gia hệ sinh thái thì mình lan tỏa như vậy. Rồi tiếp theo các bạn, tiếp theo nữa đây là một cái thông tin được đăng trên Twitter các bạn của cái Bitcoin ha. Thì cái thông tin cho biết á, tức là mạng Bi á, là mạng chính mở sẽ chỉ xảy ra khi core team quyết định rằng đã có đủ người tiên phong được chuyển sang mạng chính và hệ sinh thái đủ mạnh để bền vững cho công chúng truy cập. Chỉ khi đó core team mới bỏ tường lửa và mạng chính mở sẽ bắt đầu, không có ngày đặt, không có ngày chính thức các bạn nha. Nhưng mà cho biết chính xác á, là core team phải đạt được những yêu cầu là tiên phong phải nhiều đã chuyển sang mainnet rồi và hệ sinh thái phải đủ lớn. Cái người tiên phong mà chuyển sang mainnet á có thể là nhiều các bạn, nhưng mà cái hệ sinh thái nè nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh thì chưa đâu, chúng ta chờ đợi thôi. Còn những cái ông nào mà nó thật đang muốn bán bi hay dìm bi để mua bi rồi bán bi rồi kiếm tiền, hay là trả nợ hay bán bi trả nợ đó, đang trông mong cái những điều như vậy á, thì mới la làng thôi. Chứ thực chất á bây giờ muốn mainnet lúc nào cũng được, vấn đề là người ta mình không quan tâm tới cái ngày mainnet đâu các bạn, mà quan tâm là nó cái hệ sinh thái nó phát triển lớn không đó, và nhiều người KYC không. Chúng ta chờ đợi cái đó là mừng. Thấy mà nhiều Bitcoin team mà chuyển bi mainnet về cho các bạn nhiều quá thì mừng đúng không, tức là cái số người tiên phong sẽ tăng lên, số người tiên phong mà chuyển sang mainnet sẽ tăng lên. Nhưng mà cái hệ sinh thái nè, vấn đề là hệ sinh thái chúng ta phải chờ đợi nó lớn lên các bạn thì mới được. Cho nên là giá trị bi nó lớn mới quan trọng, nhưng còn số lượng nhiều nhiều bi nó không có chưa phải là quan trọng lắm. Mà nhiều bi mà giá trị lớn thì đương nhiên là quan trọng rồi, nhưng mà quan trọng là nó phải là bền vững chắc chắn, giá trị bi nó mới ổn định được. Đó là thông tin như vậy để mình cung cấp cho các bạn đó ha. Tiếp theo các bạn nha, thì đây là tiếp tục, chỉ trong một ngày 19 tháng 8 mà đã có 26.000 ví được chuyển sang Manet, ghê chưa các bạn, chưa thông tin nè ha. Một ngày 19 tháng 8 các bạn, ngày hôm qua đó, 26.000 ví, 26.000 trong đó 42 ví đã được chuyển sang mainnet, kinh khủng thật, quá lớn, số lượng lớn, di cư lớn các bạn nha. Rồi các bạn, tiếp theo các bạn, đây là một thông tin nữa, cộng đồng Trung Quốc các bạn đang tích cực ủng hộ Bi Network các bạn, nơi những người tiên phong đang xây dựng một nền văn hóa Bi mạnh mẽ hơn, và khi thời điểm đến Bi sẽ lan tỏa, tức là tỏa sáng hoàn toàn các bạn, rất là khủng khiếp. Đây là cộng đồng Ấn Độ ha, mà các bạn biết cái cộng đồng Ấn Độ nó đâu có thua gì cộng đồng Trung Quốc đâu, tức là cái số dân đó rất là lớn nha, thậm chí là dân nó lớn hơn Trung Quốc đó. Và cái việc nó đầu bi nó cũng rất là mạnh mẽ các bạn nha, chứ không nhỏ đâu. Rồi tiếp theo các bạn, tiếp theo nữa một thông tin à xin lỗi đây nè, thông tin này á, ngày hôm trước á, mình đã đưa tin cho các bạn á, là Bitcoin á, là lúc đó là đạt 2 triệu, 2 phẩy mấy triệu, 2,5 triệu trở lên các bạn, gần gần được 2,6 triệu người theo dõi trên Twitter các bạn. Nhưng mà hôm nay thì đã đạt được 2,6 triệu 0,1 ngàn người đăng ký rồi các bạn, quá khủng đúng không. Và nó chuẩn bị là sắp tới nó sẽ vượt qua Ripple các bạn ha. Như vậy là các bạn nào chưa có theo dõi Twitter của Bi Network á, các bạn hãy đi vào sợ cái A cộng Bico Team, các bạn theo dõi Bi Network các bạn để cho mạnh lên nha. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm cái thằng Ripple xem, Ripple nè, Ripple thì nó được có cái tích vàng các bạn, nhưng mà tích vàng á, là chúng ta phải biết tích vàng là tốt rồi, tuy nhiên Bico Team không có tích vàng không sao nha, tại vì Bico Team nó quá nổi tiếng các bạn. Rồi thì Ripple ở đây chúng ta cũng thấy là 2,6 triệu ha, nhưng mà chúng ta đưa chuột vô nó ra là 2,678.598 người. Như vậy là Bitcoin Team thua khoảng 77.000 người nữa là sẽ vượt qua Ripple nha ha. Cho nên là hy vọng chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ Bitcoin Team bằng cách là cho Bitcoin Team một like các bạn nha, xin lỗi một cái nút theo dõi ha. Sau đó thì tích Bitcoin Team các bạn nha, chứ không phải là cái này, hai cộng Bitcoin Team ha. Thì các bạn theo dõi này cũng được, tuy nhiên là các bạn hãy ủng hộ Bitcoin Team đó các bạn, để
để số lượng người theo dõi của Bigo Team vượt qua ha, lan tỏa bi mạnh các bạn. Chúng ta không làm được gì thì chúng ta cũng phải lan tỏa bi bằng cách này ha. Rồi tiếp theo đây là thông tin của Mod các bạn, của Mod ha. Chúng ta xem thông tin đó là cái gì. Đây mình dịch sang tiếng Việt nè: Thiên Phong Naija, tất cả các tin nhắn câu hỏi thường gặp về chế độ I Love Paradise 5 phút trước, quá trình di chuyển Manet đã khởi động lại. Đó, Mod này khẳng định là quá trình Manet đã được khởi động lại ha. Rồi tiếp theo nè, thông tin của Mod là cuối cùng là đó, thì một thông tin nhỏ như thế này để cho các bạn biết là quá trình Manet đã được khởi động. Và anh này mong muốn được chứng thực di chuyển, tức là muốn nhận được Bimanet nha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là hai thông tin trên Twitter luôn, liên quan về cái RCV các bạn. Có nghĩa là đất nước Ai Cập đã hỗ trợ đòi giá đồng thuận RCV 314.159 đô các bạn. Từ quốc gia nào hỗ trợ giá đồng thuận này ha? Đây hình ảnh của đất nước Ai Cập và họ cũng đã tham gia vào RCV rồi các bạn. Quá khủng đúng không? Rồi tiếp theo một thông tin nhỏ từ chị Doris Jean này ha, để các bạn nắm thông tin về cái gì đây. Đây dịch ra là good job Mr. Zuka ha, làm tốt Mr. Zuka, cứ tiếp tục kính gửi những người Nigeria tiên phong ủng hộ RCV. Thì cho nên đây chính là cái, nó giống như một cái sự giáo dục về cái giáo dục hoặc là trao giá trị về RCV các bạn cho cộng đồng á. Đây là bang của tôi ở Nigeria, ông Zutoka nhận thức về BRCV, lãnh đạo Agudata, bang Anambra, Nigeria tạo ra nhận thức về B và khiến mọi người nhạy cảm với BRCV 314.109 đô ở Oko hôm nay 19 tháng 8 2023. Đó, này hôm qua các bạn nhé. Chắc có lẽ là cũng là một cái sự lan tỏa vào giáo dục về RCV cho người dân các bạn nha. Này Nigeria. Như vậy nãy giờ các bạn xem thông tin, các bạn thấy rất là nhiều đất nước đã tham gia vào RCV các bạn nhé. Không có đơn giản chỉ là Trung Quốc ở đâu. Cho nên là việc họ cái RCV này nó được giáo dục tốt đó các bạn. Tuy nhiên là chúng ta phải cần chờ đợi thực tế là giá nào ha. Rồi thì mình cung cấp cho các bạn những thông tin như vậy về B-Network trong hôm nay ha. Thì cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó bật cái chuông thông báo đó các bạn, để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì mình sẽ cập nhật cho các bạn trên kênh YouTube và các bạn kịp thời theo dõi nhé. Rồi nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video. Còn bạn nào mà chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký, các bạn mãi thì của mình vẫn là Picasso trên màn hình các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.